đây là chương trình phát thanh của trung tâm gian hóa thể thao và truyền thanh thành phố châu đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc. Hôm nay thứ Sáu, ngày 18 tháng 2 năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh hôm nay có bài nhiều kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2021 ở An Giang. Trước hết, kính mời quý vị theo dõi phần tin. Ngày 17 tháng 2, toàn thành phố Châu Đốc ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng. Tổng số bệnh nhân tính từ đầu dịch đến nay là 3.167 người, trong đó có 2.990 bệnh nhân điều trị khỏi bệnh. Về tình hình điều trị, hiện thành phố đang quản lý điều trị 17, trong đó có 15 F0 được điều trị tại nhà, về tình hình tiêm vaccine tính đến ngày 16 tháng 2, toàn thành phố đã tiêm được 213.207 liều, tỷ lệ đạt 95,42%. Hiện nay dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát tốt, nhưng người dân cần tiếp tục tuân thủ các quy định về phòng chống dịch để cùng nhau thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Quỹ ban nhân dân tỉnh An Giang vừa ban hành công văn số 135 trên UBND KGVX về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trong dịp lễ hội. Theo đó, nhằm tăng cường công tác phát hiện sớm, xử lý dịch kịp thời, không để dịch bùng phát và đảm bảo công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện các nội dung sau. 1. Thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể và chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm giải pháp 5K, khẩu trang khử khuẩn, khoảng cách không tập trung khai báo y tế theo khuyến cáo của Bộ Y tế, đặc biệt là bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng trong các hoạt động lễ hội địa phương sắp tới, lễ hội Miếu Bà Chúa Sứ Núi Sam và các lễ hội tôn giáo dân tộc. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quyện, thị xã thành phố tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh trên địa bàn theo quy định, không được lơ là chủ quan, chủ động xây dựng phương án mở cửa trở lại hoạt động du lịch trên tinh thần thích ứng, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, gắn với từng bước phục hồi kinh tế xã hội của địa phương. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan và Quỹ ban nhân dân các quyện, thị xã thành phố yêu cầu các ban quản lý di tích, bảo tàng, ban tổ chức lễ hội, đơn vị kinh doanh, du lịch, khu điểm du lịch xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án đảm bảo an ninh an toàn phòng chống dịch COVID-19 cho du khách, chỉ tổ chức đón khách khi đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế, chỉ đạo các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn đăng ký và tự đánh giá an toàn Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Thường xuyên tuyên truyền cho người dân đến ở, đi lại các cơ sở lưu trú thực hiện nghiêm túc biện pháp 5K, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. Kịp thời khai báo đến các cơ quan chức năng khi phát hiện trường hợp mắc Covid-19 nếu có, đồng thời phối hợp y tế địa phương để có hướng dẫn và xử trí kịp thời theo quy định. Sở giao thông vận tải phối hợp các đơn vị có liên quan có hướng dẫn và kiểm soát những người tham gia giao thông trên các phương tiện vận tải công cộng và xe khách liên tỉnh, nội địa phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Sở y tế chỉ đạo các đơn vị y tế trong tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền hướng dẫn giám sát và phát hiện sớm nhất ca bệnh COVID-19, đặc biệt là biến chủng Omicron xuất hiện trên địa bàn tỉnh để có biện pháp xử trí kịp thời đúng quy định. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các đơn vị có liên quan và Quỹ ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố, biên giới tiếp tục tăng cường quản lý, siết chặt biên giới, tổ chức kiểm tra chốt chặn 24 trên 24 giờ, nhất là các tuyến đường mòn lối mở, quản lý chặt chẽ các hoạt động nhập cảnh, ngăn chặn triệt để các trường hợp nhập cảnh trái phép qua biên giới. Sở Thông tin và Truyền thông Báo An Giang đã phát thanh truyền hình An Giang, các tổ chức chính trị xã hội phối hợp ngành y tế tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống dịch, nâng cao cảnh giác của người dân trước biến thể omicron, phổ biến kiến thức đến các đơn vị, người dân trên địa bàn về phòng chống dịch bệnh, nâng cao ý thức của người dân về việc tiêm đủ vaccine, xét nghiệm, cách ly điều trị, nhất là thực hiện nghiêm thông điệp 5 k trong phòng chống dịch covid 19 đảm bảo an toàn thực phẩm và tự giác thực hiện các hành vi, nâng cao sức khỏe trong dịp lễ hội. Quỹ ban nhân dân quận thị xã thành phố chỉ đạo các ban ngành đoàn thể phối hợp ngành y tế địa phương tăng cường kiểm tra giám sát và tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, phát hiện sớm ca bệnh COVID-19 trên địa bàn và xử trí ổ dịch kịp thời. Sáng ngày 17 tháng 2 năm 2022, Quỹ ban nhân dân thành phố Châu Đốc có buổi làm việc với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất mắm trên địa bàn thành phố Châu Đốc để triển khai kế hoạch tổ chức ngày hội mắm Châu Đốc An Giang đặc sản các vùng miền năm 2022. Theo kế hoạch, ngày hội mắm Châu Đốc An Giang sẽ được diễn ra vào dịp kỷ niệm 30 tháng 4 và chuẩn bị vào mùa lễ hội từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 24 tháng 4 năm 2022 tại quảng trường phường Châu Phú A và các tuyến đường Thủ Khoa Nghĩa, Chi Lăng, Bạch Đăng, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Đồng thời vận động khuyến khích các cơ sở doanh nghiệp tích cực đăng ký tham gia, bên cạnh đó giải đáp những thắc mắc của các cơ sở liên quan đến việc khi tham gia ngày hội và cùng trao đổi hỗ trợ hướng dẫn các cơ sở sản xuất về tên thương hiệu, logo, địa chỉ cũng như nâng cao chất lượng sản phẩm để đăng ký tham gia ngày hội. Đây là cơ hội cho các cơ sở doanh nghiệp giới thiệu hình ảnh trưng bày các sản phẩm hàng hóa đặc trưng của dùng châu đốc tại ngày hội, nhất là các sản phẩm mắm đến với người tiêu dùng. Tôn Vinh khẳng định thương hiệu đặc biệt hương vị mắm châu đốc với dùng sông nước miền Tây đến với du khách trong và ngoài nước, đồng thời cũng là dịp để các doanh nghiệp gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm, khai thác thị trường, phát triển đối tác kinh doanh, phát triển chi nhánh, liên doanh liên kết giao lưu kinh tế trên lĩnh vực thương mại, du lịch, đầu tư, góp phần xây dựng hình ảnh Châu Đốc là một thành phố du lịch thân thiện, an toàn, một điểm đến lý tưởng cho du khách thập phương. Dụ Đông Xuân 2021-2022, toàn thành phố Châu Đốc gieo xạ hơn 6.450 ha lúa. Hiện nay thời tiết nắng ấm, tạo điều kiện thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng và phát triển. Tuy nhiên, đây cũng là điều kiện cho một số loại sâu bệnh hại lúa và chuột phá hoại thời kỳ lúa sinh trưởng và phát triển. Để hạn chế tối đa thiệt hại do sâu bệnh và chuột phá hoại cây lúa, trạm khuyến nông phối hợp trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật cùng với phường xã, bà con nông dân thường xuyên ra thăm đồng, quan tâm chăm sóc, hướng dẫn bà con cách diệt chuột, phòng trừ sâu bệnh hại lúa để kịp thời phát hiện, phòng ngừa hiệu quả, tạo mọi điều kiện cho cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Hy vọng vụ đông xuân năm nay sẽ đạt bội thu. Năm An toàn giao thông 2021 với chủ đề Nâng cao hiệu lực hiệu quả và kỹ cương thực thi pháp luật về an toàn giao thông. Ban An toàn giao thông thành phố Châu Đốc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và cảnh báo các nguy cơ tai nạn giao thông gắn với phòng chống dịch bệnh COVID-19 thông qua nhiều phương tiện truyền thông, lắp đặt pano, phát tờ rơi về trật tự an toàn giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông trong thành phố Châu Đốc thường xuyên tuần tra kiểm soát, qua đó phát hiện lập biên bản vi phạm 2.923 trường hợp, xử phạt hành chính 2.565 trường hợp với số tiền hơn 2 tỷ đồng, tước 302 giấy phép lái xe mô tô, giấy phép lái xe ô tô có thời hạn. Công tác kiểm tra và xử lý vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông đường thủy cũng được quan tâm thường xuyên. Nhờ đó, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Châu Đốc được giữ vững ổn định. Tai nạn giao thông xảy ra 4 vụ, tăng 3 vụ so với cùng kỳ, và làm chết 3 người, tăng 3 người so với cùng kỳ, bị thương 3 người. Theo đánh giá, tình hình trật tự an toàn giao thông trong năm qua có chuyển biến tích cực, song chưa tương ứng với lưu lượng phương tiện giảm trong thời điểm dịch bệnh, còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông, tình trạng thanh thiếu niên, nẹt bô, rú ga gây mất trật tự, các hành vi vi phạm liên quan đến tốc độ nồng độ cồn còn phổ biến. Với những ưu điểm và hạn chế trong năm qua, Ban An toàn Giao thông thành phố Châu Đốc xác định một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, trong đó bám sát chủ đề Năm An toàn Giao thông 2022 là xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, nâng cao năng lực hiệu quả thực thi pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng chống dịch bệnh trong giao thông vận tải. Kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn đối với tổ chức cá nhân trong việc thực thi pháp luật cung ứng hạ tầng, phương tiện dịch vụ vận tải và tham gia giao thông, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bảo trì sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông, gắn giới rà soát xử lý, dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. Ngày 17 tháng 2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Châu Phú A tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3 cho các đối tượng người dân đã tiêm 2 liều vaccine Verocell đủ 30 ngày trở lên và đã tiêm 2 liều vaccine AstraZeneca đủ 90 ngày trở lên. Tại điểm tiêm, trạm y tế phường Châu Phú A thực hiện tiêm vaccine AstraZeneca phòng COVID-19 mũi 3 cho 150 người. Qua một buổi thực hiện chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3 cho các đối tượng trên địa bàn phường Châu Phú A được đảm bảo an toàn, không có trường hợp phản ứng nặng nào sau tiêm. Trong quá trình tiêm chủng, đội ngũ nhân viên y bác sĩ trạm y tế phường và các lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ thực hiện đúng các yêu cầu về đảm bảo an toàn tiêm chủng và công tác phòng chống dịch COVID-19, góp phần tạo miễn dịch cộng đồng thêm dưỡng mạnh, đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt trong trạng thái bình thường mới. Nhằm góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của địa phương, trong những năm qua, xã Vĩnh Châu đã và đang triển khai thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao thu nhập bình quân đầu người cho nhân dân. Vẫn đấu đến cuối năm 2022, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 60 triệu đồng trên một người. Mặc dù chịu tác động của dịch COVID-19 nhưng với sự lãnh đạo chỉ đạo điều hành quyết liệt của đảng quỹ, chính quyền xã Vĩnh Châu và sự nỗ lực cố gắng của nhân dân nên tình hình kinh tế xã hội của xã Vĩnh Châu trong năm 2021 đạt nhiều kết quả quan trọng có 18 trên 20 chỉ tiêu đạt về dược kế hoạch. Hiện xã Vĩnh Châu đang đặt ra mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2022, thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng trên một người. Để đạt được mục tiêu đề ra, xã Vĩnh Châu chú trọng phát triển mở rộng các ngành nghề nhằm tạo thu nhập cho lao động địa phương, tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng các chuỗi liên kết và các sản phẩm ô cấp đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất tạo việc làm cho nhiều lao động tiếp tục mở rộng quan hệ đối ngoại cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao chất lượng công tác xúc tiến đầu tư tập trung tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác khuyến khích khởi nghiệp nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp nền kinh tế xã đang chuyển dịch đúng hướng đời sống người dân được nâng lên rõ rệt những năm qua, cấp quỹ chính quyền xã Dĩnh Tế đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ đảng viên và nhân dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế để đạt tỷ lệ trên 95% số người tham gia bảo hiểm y tế theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể, đồng thời phân công cán bộ công chức xã phụ trách ấp cùng với trưởng ấp tới từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động để hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế được giao các cấp quỹ chính quyền, các ban ngành đoàn thể trong xã tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, người dân trên địa bàn đã từng bước nâng cao nhận thức về lợi ích của bảo hiểm y tế đối với bản thân gia đình và xã hội, từ đó tích cực tham gia. Do đó, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn trong năm đạt 95,07%, cao hơn 0,07% chỉ tiêu phải thực hiện năm 2021. Tuy nhiên, để tiếp tục duy trì giữ vững và nâng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn, hiện cấp quỹ chính quyền các ngành đoàn thể của xã vẫn tiếp tục tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, nhất là ở những ấp tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế còn thấp để không chỉ đạt tỷ lệ trên 95% dân số trong xã tham gia các hình thức bảo hiểm y tế theo kế hoạch đã đề ra mà còn tiến đến mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn xã có thể nói những giải pháp cách làm của xã dĩnh tế trong phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế đã mang lại hiệu quả thiết thực tạo sự đột phá mạnh mẽ trong công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn đồng thời là tiền đề quan trọng để xã duy trì và nâng chất tiêu chí số 15 trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới và hướng đến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện nay, trên địa bàn phường Châu Phú B, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang được kiểm soát tốt với số ca bệnh mới không nhiều. Tuy vậy, người dân không nên có tâm lý chủ quan lơ là, là với dịch bệnh. Điều này rất nguy hiểm vì nguy cơ nhiễm bệnh vẫn rất cao nếu không tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng ngừa theo khuyến cáo. Một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến người dân mất cảnh giác với dịch bệnh là do hiện nay tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn phường đã rất cao. Theo thống kê, trên địa bàn phường cho phú B đã có 7.983 người được tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19, 18.747 người được tiêm mũi 2 và 19.020 người đã tiêm mũi 1. Vì thế, một bộ phận người dân Nhất là người đã được tiêm 3 mũi vaccine phòng COVID-19 có tâm lý đã tiêm đủ liều vaccine nên không sợ mắc bệnh. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của ngành y tế, dù đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, nhưng việc tuân thủ 5K sẽ dẫn đảm bảo an toàn cho sức khỏe của bản thân mỗi người. Vì nếu mắc COVID-19, dù không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, do đã tiêm đủ liều vaccine, nhưng những hệ lụy về sau, hậu COVID thì rất khó lường. Trong thông tư ban hành đầu tháng 1 về một số nội dung liên quan cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Bộ Tư pháp quy định từ ngày 18 tháng 2, người dân có thể sử dụng bản điện tử của giấy khai sinh, đăng ký kết hôn để thực hiện các thủ tục hành chính thay cho bản giấy. Để có được bản điện tử trên, người dân truy cập cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công cấp tỉnh rồi đăng ký, đăng nhập tài khoản theo hướng dẫn. Sau đó, người có yêu cầu đăng ký hộ tịch trực tuyến khai thông tin theo biểu mẫu điện tử, đến kèm bản chụp hoặc bản sao các giấy tờ tài liệu theo quy định. Cuối cùng, công dân nộp phí lệ phí thông qua chức năng thanh toán trực tuyến hoặc bằng cách khác theo quy định. Khi giao dịch thành công, người dân sẽ nhận kết quả đăng ký hộ tịch qua một trong các phương thức, thư điện tử, kho dữ liệu điện tử của tổ chức cá nhân, thiết bị số thông qua phương pháp truyền số liệu phù hợp và được bảo mật. Bộ Tư pháp cho biết, theo thông tư trên, bản điện tử giấy tờ hộ tịch có giá trị sử dụng như giấy tờ hộ tịch bản giấy thay thế các giấy tờ hộ tịch bản giấy khi đăng ký hộ tịch trực tiếp đặc biệt bản điện tử tích hợp mã qr liên thông tới dữ liệu định dạng hình ảnh của giấy tờ hộ tịch tương ứng trong cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử do đó khi người dân giao dịch hành chính các cơ quan tổ chức có thể kiểm tra tính chính xác thời hạn sử dụng Thông qua cập nhật của bản điện tử giấy tờ hộ tịch thông qua mã QR này. Ngoài ra, thông tư mới nêu mỗi cá nhân có một bản ghi dữ liệu hộ tịch điện tử trong cơ sở dữ liệu hộ tịch quốc gia, tương ứng với số định danh cá nhân trên căn cước công dân gắn chip. Theo các quy định cũ, công dân cần có giấy khai sinh hoặc giấy đăng ký kết hôn khi làm các thủ tục như nhập học cho con, trẻ em đi máy bay, giao dịch chuyển nhượng nhà đất, dây vốn ngân hàng. Thưa quý vị và các bạn, cứ vào dịp đầu năm mới, du khách từ khắp nơi đến với núi Sam để hành hương mua sắm. Trong thời điểm này, lực lượng công an phường đã phối hợp chặt chẽ với các đội nghiệp vụ của tỉnh, của thành phố, các ngành liên quan, tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông và các quy định về phòng chống dịch nhằm tạo tâm lý thoải mái cho du khách tham quan. Cứ vào dịp đầu năm mới, du khách từ khắp nơi đến với núi Sam để hành hương mua sắm. Trong thời điểm này, lực lượng công an phường đã phối hợp chặt chẽ với các đội nghiệp vụ của tỉnh, của thành phố, các ngành liên quan tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông và các quy định về phòng chống dịch nhằm tạo tâm lý thoải mái cho du khách tham quan. Công an phường đã triển khai thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm du lịch tâm linh, nhất là khu vực Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam, bằng hệ thống camera an ninh quan sát từ xa, theo dõi 24 trên 24 tại các khu vực trọng điểm, kịp thời răng đe các đối tượng bỏ toán, cò mồi, chèo kéo du khách, nên các đối tượng hầu như không thể hoạt động, từng bước bị đẩy lùi ra khỏi khu vực Miếu Bà. Bên cạnh đó, xử lý triệt để các hành vi chèo kéo, mua bán có tính chất lừa đảo, có hành vi bói toán, mê tín dị đoan, mua bán lớn chiếm lòng lề đường, gây phiền hà cho du khách. Đồng thời, quản lý chặt chẽ các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thường xuyên tiến hành kiểm tra hành chính các khu vực trọng điểm, các khách sạn, nhà trọ, nhằm phát hiện các đối tượng lợi dụng ẩn nấp hoạt động phạm pháp, nhằm xây dựng môi trường văn hóa du lịch, văn minh thương mại trong khu du lịch núi Sam một điểm mới trong công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự khu du lịch tâm linh miếu bà chúa sứ núi sam công an thành phố châu đốc đã thực hiện mô hình cảm nang phòng chống tội phạm đây là mô hình tạo môi trường du lịch lành mạnh giúp người dân và du khách kịp thời phản ánh tình hình an ninh trật tự tới công an phường tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng công an tương tác với du khách và nhân dân xử lý các vụ việc Ngoài công tác phòng chống tội phạm, công an phường phối hợp các đội nghiệp vụ tỉnh thường xuyên tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền bằng loa di động, nhắc nhở du khách thực hiện tốt thông điệp 5K và các quy định phòng chống dịch. Bên cạnh đó, các tổ nghiệp vụ tích cực tổ chức phân luồng hướng dẫn du khách, người dân và phương tiện lưu thông một cách dễ dàng khi đến núi Sam. Đến với núi Sam hôm nay, dạo quanh các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường, nhất là khu vực đường Châu Thị Tế, đường phố sạch đẹp, khang trang, dưới hè lòng lề đường được chỉnh trang, thông thoáng. Đạt được những kết quả trên phải kể đến sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang, của Ủy ban Nhân dân thành phố, sự quyết tâm của hệ thống chính trị phường sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ngành chức năng, nhất là lực lượng công an phường Núi Sam trong công tác quản lý đô thị của phường đi vào nề nếp. Thiếu tá Nguyễn Thế Tiến, Phó trưởng Công an phường Núi Sam cho biết. thì Công an phường Núi Sam đã quán triệt nghiêm túc các cái chỉ thị nghị quyết và cũng như cái kế hoạch của ban lãnh đạo công an thành phố đã đề ra trong năm 2022. Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, các cái chỉ đạo của lãnh đạo và thường trực của ủy ban phường núi Sam. Bên cạnh đó thì công an phường núi Sam phối hợp chặt chẽ với các đội nghiệp vụ tuyên truyền sâu rộng đến quần chúng nhân dân để về việc thực hiện các công tác phòng chống tội phạm. Đồng thời đã phối hợp với các đội nghiệp vụ để mời gọi, giăng đe, giáo dục, cảm hóa giáo dục các đối tượng, các người vi phạm pháp luật, các người có biểu hiện vi phạm pháp luật. Đặc biệt trong thời gian qua thì để chuẩn bị tốt cho công tác an ninh trật tự trong lễ hội tới, thì công an phường núi sam đã mời các đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy để đưa đi cắt cơn và các trường hợp đủ điều kiện thì công an phường núi sam đã đưa đi cai nghiện bắt buộc. Bên cạnh đó thì đặc biệt công an phường núi sam đã tập trung cao điểm trong vấn đề phòng ngừa các đối tượng lợi dụng sự nhẹ dạ của dân xử lý các hành vi vi phạm về lĩnh vực trèo kéo bói toán ở trên địa bàn phường đặc biệt là trong thời gian tới thì công an phường còn phối hợp với các đội nghiệp vụ để thực hiện tốt các công tác đảm bảo phổ thông hè hóa không để tình trạng trèo kéo hoặc bất cứ một hành vi vi phạm pháp luật nào mà làm ảnh hưởng đến bà con từ nơi khác đến cũng bà núi Sam. Ngoài ra thì cũng không ngừng công tác tuyên truyền vận động bà con thực hiện tốt biện pháp 5K. Đặc biệt các trường hợp là khách nước ngoài đến địa bàn thì tăng cường công tác phối hợp với ngành y tế và các cơ quan chức năng để khai báo y tế đúng theo quy định. Bên cạnh đó, để tạo một hình ảnh du lịch núi Sam thân thiện mến khách thì người dân cần phải văn minh lịch sự khi chào mời khách các chủ nhà trọ, nhà nghỉ, hàng quá, dịch vụ gửi xe, Honda ôm, chụp ảnh phải thực hiện nghiêm giá cả niêm yết đúng theo quy định của địa phương. Tuyệt đối không đeo ám, nai ép du khách mua hàng quá, không bán hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, gây mất an toàn thực phẩm, sẽ làm mất đi nét đẹp trong du lịch. Chính vì thế, chúng ta phải thực sự văn minh trong quá trình làm du lịch việc đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường đã góp phần tạo hình ảnh du lịch núi Sam thân thiện, môi trường đô thị xanh, sạch, đẹp, có trật tự, có cảnh quan thông thoáng, chắc chắn sẽ để lại trong lòng du khách một ấn tượng đẹp về một núi Sam văn minh, hiện đại, an toàn khi du khách đến tham quan, để khi hàng năm mua lễ hội về, núi Sam sẽ là điểm đến của du khách. và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Thành phố Châu Đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, An Giang xác định kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh triển khai thực hiện 72 nhiệm vụ, trong đó khâu đột phá là cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhằm phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn. Năm 2021, các sở ban ngành địa phương tích cực chủ động triển khai thực hiện và cơ bản hoàn thành 72 trên 72 đầu công việc, đạt 100% kế hoạch, hoàn thành các nhiệm vụ, đề án, mục tiêu đề ra. Công tác cải cách hành chính tập trung vào các nội dung, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Trên cơ sở kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh, các sở, ban ngành của ban nhân dân quyền thị xã thành phố đã xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện. Lãnh đạo các sở, ban ngành và địa phương phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu cơ quan đơn vị, tăng cường chỉ đạo chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, góp phần xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, kỷ luật, kỷ cương, minh bạch và trách nhiệm. Quỹ ban nhân dân tỉnh An Giang đã chỉ đạo các ngành các cấp khẩn trương quyết liệt thực hiện các giải pháp để nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần cải thiện và nâng cao kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công, chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2021 trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tỉnh an giang luôn bám sát chủ trương của đảng chính sách của nhà nước các chỉ đạo của bộ nội vụ để thực hiện đồng bộ cải cách hành chính đạt hiệu quả và đúng pháp luật tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của từng cán bộ công chức đều nâng lên đặc biệt là việc giải quyết công việc theo cơ chế một cửa một cửa liên thông đã mang đến sự hài lòng cho người dân doanh nghiệp qua thực hiện xuất hiện nhiều điểm mới giải pháp sáng kiến hay hiệu quả trong công tác cải cách hành chính 100% các thủ tục hành chính đưa vào giải quyết tại trung tâm phục vụ hành chính công, được xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử, giải quyết đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ thời gian giải quyết và được kịp thời cập nhật trên hệ thống một cửa điện tử của tỉnh. Qua đó, công bố công khai, minh bạch trên cổng dịch vụ công của tỉnh để phục vụ công tác quản lý, theo dõi, giám sát. 100% thủ tục hành chính thực hiện tại trung tâm phục vụ hành chính công được niêm yết công khai đầy đủ, kịp thời qua các hình thức tại trụ sở làm việc trên kiosk tra cứu thông tin, trên cổng thông tin điện tử và trên cổng dịch vụ công của tỉnh để tổ chức cá nhân tìm hiểu tra cứu thuận tiện. Đến nay, đã có 1.397 thủ tục hành chính của 17 sở ban ngành được thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, chiếm 95% thủ tục cấp tỉnh. Ngoài ra, Trung tâm Phục vụ Hành chính công đã nỗ lực đưa 27 thủ tục hành chính của các cơ quan ngành dọc Bảo hiểm xã hội tỉnh, công an tỉnh và 17 thủ tục của công ty điện lực An Giang, công ty cổ phần điện nước An Giang vào thực hiện tại trung tâm phục vụ hành chính công. Thực hiện cải cách tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, đến nay các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Ủy ban nhân dân cấp huyện và đơn vị sự nghiệp các cấp đã kiện toàn tổ chức theo đúng quy định pháp luật, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có bản lĩnh vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, có năng lực thực tiễn và kỹ năng chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. Đồng thời để mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nên thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước từng bước được nâng chất. Tổ chức bộ máy các cấp được rà soát, sắp xếp lại phù hợp, tránh chồng chéo, chỉ chức năng, nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý nhà nước tại địa phương công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức tiếp tục được quan tâm, chú trọng, đã chuyển sang thực hiện theo hình thức trực tuyến, góp phần nâng cao chất lượng quản lý hành chính nhà nước, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ hành chính. Công tác xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số được triển khai tích cực. Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tư tỉnh đã thực hiện rà soát và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4. Cổng dịch vụ công trực tuyến cung cấp giao diện cho thiết bị di động để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Đồng bộ tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh trên cổng dịch vụ công quốc gia, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho mùa lễ hội xuân 2022, đặc biệt là lễ hội chí bà chú sứ núi Sam năm 2022, Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm thành phố Châu Đốc đã triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại các cơ sở chế biến kinh doanh thực phẩm nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, hạn chế ngộ độc thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trước và trong Tết Nguyên đáng nhâm dần 2022, đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố Châu Đốc đã tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chợ, siêu thị. Qua đó, các cơ sở đều thực hiện đúng các quy định, bán có niêm yết giá, không bán hàng gian, hàng giả, kém chất lượng. Ngoài đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm, đoàn liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thành phố cũng tăng cường kiểm tra, kiểm soát các điểm mua bán, sản xuất, kinh doanh kho, bến bãi tập kết hàng hóa. Qua kiểm tra, không phát hiện các hàm vi vi phạm lớn, chủ yếu vi phạm về kinh doanh hàng hóa hạn sử dụng, hàng hóa không được bảo quản đúng quy định. Nhìn chung, các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trong dịp Tết trên địa bàn thành phố Châu Đốc đều chấp hành tốt các quy định về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Phần lớn nhận thức của người kinh doanh dịch vụ cũng như người sử dụng dịch vụ về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm ngày càng được nâng lên nên nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống cũng đã ý thức được tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, bên cạnh các cơ sở làm tốt thì vẫn còn một vài cơ sở tại thời điểm kiểm tra chưa xuất trình được các giấy tờ liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm và kinh doanh hàng hóa quá hàng sử dụng. Cơ sở nơi kinh doanh chế biến còn nhát nhát, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngay từ sau Tết Nguyên Đán, lượng khách đến khu du lịch quốc gia Núi Sam tham quan chiêm bái rất đông. Cùng với đó, các hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt là loại hình thức ăn đường phố, phục vụ nhu cầu của thực khách tham dự lễ hội cũng nhộn nhịp hẳn lên. Tại một số điểm như miếu bà chúa sứ núi Sam, Lăng Thoại Ngọc Hầu, Chùa Hang, Chùa Tây An, tình trạng người mua, người bán lộn xộn. Ngoài những hàng quán ăn uống cố định thì xuất hiện rất nhiều xe đẩy, hàng rau bán thức ăn. Nhiều loại thức ăn được chế biến sẵn và chế biến tại chỗ, không có tủ kính bảo quản, che đậy người chế biến không đeo găng tay, người bán hàng chưa khám sức khỏe, chưa được tập quấn về an toàn vệ sinh thực phẩm. Các quán ăn được dựng đơn giản, tạm bợ, thiếu nước sạch. Một số thực khách không có ý thức, xả rác gây mất vệ sinh và ảnh hưởng đến mỹ quan. Nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người dân và du khách, ngay sau Tết Nguyên đáng, Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm thành phố đã xây dựng, triển khai quyết liệt công tác kiểm tra giám sát tại các cơ sở chế biến, cơ sở kinh doanh thực phẩm nhằm đảm bảo tốt công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trong thời điểm diễn ra lễ hội. Trung tâm y tế thành phố tăng cường công tác tuyên truyền về an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm, các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đến tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm kiểm tra, giáo sát, ký cam kết đối với các cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố theo phân cấp quản lý. Mùa lễ hội dí bà chú sứ núi Sam đã và đang diễn ra từ tháng Giêng âm lịch đến tháng Tư âm lịch hàng năm. Đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố Châu Đốc sẽ tiếp tục kiểm tra thực phẩm tại các địa điểm địa phương có tổ chức lễ hội, nếu phát hiện cơ sở hay điểm bán nào vi phạm về an toàn thực phẩm sẽ bị xử lý nghiêm và công khai tại cơ sở để đảm bảo tính răng đe. Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia y tế, nguy cơ nhiễm Covid-19 khi các em học sinh đi học trực tiếp sẽ không nhiều nếu nhà trường, thầy cô, phụ huynh cùng phối hợp để có sự chuẩn bị tốt giúp các em an toàn khi quay trở lại trường sau thời gian giãn cách xã hội kéo dài. Phụ huynh cần chú ý dinh dưỡng, thể dục thể thao để trẻ khỏe mạnh học tập. Học trực tuyến quá lâu đã bộc lộ rất nhiều ảnh hưởng tiêu cực trên tâm sinh lý và khả năng học tập của trẻ. Nguy cơ nhiễm bệnh khi trẻ đi học trực tiếp sẽ không nhiều nếu nhà trường, thầy cô, phụ huynh cùng phối hợp để có sự chuẩn bị tốt để giúp trẻ an toàn khi quay lại trường và dù có nhiều biến thể Covid mới xuất hiện. Nguy cơ nhiễm bệnh khi trẻ đi học trực tiếp sẽ không nhiều nếu nhà trường, thầy cô, phụ huynh cùng phối hợp để có sự chuẩn bị tốt để giúp trẻ an toàn khi quay trở lại trường cho dù có nhiều biến thể Covid-19 mới xuất hiện. Về dinh dưỡng Bữa sáng phụ huynh cần chú trọng bữa ăn sáng đầy đủ dưỡng chất, vì đây là nguồn cung cấp năng lượng cho trẻ hoạt động và học tập hiệu quả tại trường. Cần dành đủ thời gian cho trẻ ăn sáng tại nhà, có thể đánh thức trẻ dậy sớm hơn khoảng 10 đến 15 phút nếu cần để trẻ không phải ăn sáng trong tâm trạng dội dã. Phụ huynh nên chuẩn bị bữa sáng với đầy đủ 4 nhóm thực phẩm: chất bột đường, chất béo, chất đạm, vitamin và khoáng chất không phải là những thức ăn nhanh mua vội trên đường đi học vừa không đủ dinh dưỡng vừa không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm có thể cung cấp cho trẻ một số loại snack ngũ cốc để bổ sung dinh dưỡng cho trẻ vào giờ giải lao bữa trưa nếu trẻ phải học hai buổi tại trường không thể đón trẻ về nhà thì một trong những biện pháp giúp trẻ an toàn khi học tại trường là cho trẻ mang theo hộp cơm ăn tại trường trong tình huống nhà trường chưa thể tổ chức cho trẻ ăn tập trung an toàn thời tiết hiện nay khá nóng và oi bức, trẻ vận động sẽ đổ mồ hôi, dẫn đến thiếu nước và điện giải. Vì vậy, chúng ta cần lưu ý chuẩn bị cho trẻ đủ nước, nước lọc, nước trái cây, nước có điện giải và chất xơ vitamin, rau củ quả, trái cây trong khẩu phần mang theo. Cần lưu ý chuẩn bị các phương tiện bảo quản thức ăn cho trẻ, tránh tình trạng thức ăn bị hư hỏng do thời tiết nóng bức. Buổi tối, đây là bữa ăn hạnh phúc nhất trong ngày vì cả gia đình được ăn cùng nhau nên chuẩn bị những món ngon miệng, hợp khẩu vị trẻ, đủ dưỡng chất. Cần lưu ý giờ ăn tối phù hợp khoảng 1 đến 2 giờ sau khi từ trường về để trẻ không quá đói. Thiết kế chế độ ăn cho trẻ đầy đủ dinh dưỡng, trong đó chú trọng chất đạm, ưu tiên đạm quý cho giá trị sinh học cao như thịt, cá, trứng, sữa, rau xanh, trái cây cùng với lượng tinh bột vừa phải, hạn chế thực phẩm nhiều đường, như là bánh kẹo ngọt, nước ngọt, thức ăn nhanh chiên rán với dầu mỡ có nhiều axit béo bão hòa. Bên cạnh đó, cần huấn luyện cho trẻ kỹ năng ăn uống an toàn cho trẻ tại trường như khử khuẩn tay trước khi ăn, cởi bỏ khẩu trang đúng cách, ngồi giãn cách với các bạn ở vị trí thông thoáng gió, không nói chuyện trong khi ăn, đeo khẩu trang mới sau khi đã ăn. Tăng vận động, ngủ đủ giấc, tập luyện thể thao, trở thành xa xỉ trong thời điểm giãn cách xã hội. Hậu quả là trẻ ngày càng trở nên lười vận động, thụ động và tỷ lệ béo phì, mắc các tật khúc xạ mắt tăng cao. Phụ huynh nên hạn chế tối đa việc cho trẻ sử dụng các thiết bị điện tử ngoài giờ học online, vận động trong nhà, tìm mọi cơ hội cho trẻ được vận động vừa sức như yêu cầu trẻ phụ giúp làm việc nhà không dùng máy móc, lên xuống cầu thang, đi bộ trong khuôn viên, chơi bóng rổ trong sân nhà vận động ngoài trời, để trẻ đạp xe đạp, đánh cầu lông ở chỗ thông thoáng gió không đông đúc, chạy bộ là những vận động an toàn cho trẻ trong mùa dịch, Lưu ý vẫn phải đeo khẩu trang nếu có đông người. Tại trường, phụ huynh phối hợp cùng thầy cô giáo huấn luyện cho trẻ 5K, cho vận động vừa sức, hạn chế trò chơi nhóm tiếp xúc quá cần. Trẻ học online tại nhà, giờ giấc ngủ có thể không vào nề nếp như khi trẻ trực tiếp đến trường. Trẻ thường thức khuya, ngủ dậy trễ, không ngủ trưa, bật máy tính nhưng ngủ trong giờ học. Để chuẩn bị cho trẻ đi học lại, chúng ta cần rèn lại cho trẻ có giờ giấc ngủ hợp lý. Số lượng giờ ngủ trong ngày Cần giấc ngủ trưa dù ngắn để trẻ có thể học hiệu quả vào buổi chiều. Trẻ cần đi ngủ sớm vào buổi tối khoảng 21 giờ để não trẻ được nghỉ ngơi, qua đó giúp trẻ có thể thức dậy sớm vào sáng hôm sau để chuẩn bị cho một ngày mới học tập hiệu quả hơn thiết kế phòng ngủ không thiết bị điện tử, không dùng thiết bị điện tử ít nhất 1 giờ trước khi đi ngủ, giúp não trẻ không bị kích thích, trẻ sẽ có giấc ngủ ngon hơn. Ngoài ra, cha mẹ nên hướng dẫn trẻ thực hành đúng cách đeo khẩu trang và tháo khẩu trang, tránh chạm vào các phần vải bên ngoài. Nhất con nên rửa tay sạch trước và sau khi chạm vào khẩu trang, không chia sẻ, dùng chung, trao đổi khẩu trang với người khác. Nói với con về tầm quan trọng của việc đeo khẩu trang, lưu ý không đeo khẩu trang cho trẻ dưới 2 tuổi, trẻ có vấn đề về hô hấp. Kiên nhẫn hướng dẫn trẻ mầm non rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn trước khi đến trường. Sau khi từ trường về nhà, khi thấy tay bẩn và khi cần thiết, không được khạc nhổ, vứt rác hoặc khẩu trang bừa bãi, không dùng chung đồ dùng cá nhân như cốc, bình nước, khăn mặt, không đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Xin kính chào tạm biệt.